Chào mừng các bạn đến với kênh TNT Automation. Bài học ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về load cell. Các mục tôi sẽ trình bày về cấu tạo của load cell, nguyên lý hoạt động, các cái thông số, cách xác định các cái đầu dây của load cell và các cái mạch khuếch đại dành cho load cell. Một nhỏ là load cell là gì? Load cell là cái thiết bị mà có thể chuyển đổi cái lực tác động trở thành tín hiệu điện và nó dùng để đo lực tác động. Cấu tạo nguyên lý của load cell. Trên hình chúng ta là có hai loại load cell. Loại load cell 6 dây và loại load cell 4 dây. Đối với loại load cell 4 dây thì hai dây nguồn là dây E cộng và E trừ, hai dây tín hiệu là dây signal cộng và signal trừ. Thì thông thường các cái dây nguồn thì là màu đỏ và màu đen, các cái dây tín hiệu thì là màu trắng và màu xanh. Thế còn đối với loại 6 dây thì dây có thêm hai cái dây và sense cộng và sense trừ. Đây là hai cái dây để chống nhiễu. Thì ta sẽ dây sense cộng ta sẽ đấu chung với dây E cộng và dây sense trừ ta sẽ đấu chung với dây E trừ. Thì bản chất của cái loát cell ở bên trong của nó là một cái cầu cân bằng Western, thì gồm có bốn cái điện trở tạo thành một cái cầu. Dưới đây là nguyên lý. Các bạn có thể nhìn thấy trên cái hình thì bình thường cầu Western ở trạng thái bình thường thì cầu này sẽ cân bằng, có nghĩa là điện áp từ cái tín hiệu signal cộng và signal trừ sẽ luôn bằng không. Khi có một cái lực tác động thì sẽ có sự thay đổi của các cái điện trở từ R1, R2, R3, R4. Khi mà các cái điện trở này thay đổi thì làm cho cái cầu Western mất cân bằng, và do đó là trên hai cái đầu dây signal cộng và signal trừ sẽ xuất hiện một cái mức điện áp. Cái mức điện áp này thì chỉ có vài tính bằng milivolt. Cái độ lớn của cái điện áp chênh lệch này thì phụ thuộc vào cái lực tác động là lớn hay nhỏ. Đấy là cái nguyên lý của cái load cell, nghĩa là biến đổi cái lực tác động trở thành cái tín hiệu điện. Và thông thường thì đối với cái cân định lượng thì ta phải dùng tới 2 hoặc là 4 hoặc là 8 load cell. Thì trên đây trên thị trường thì có sẵn các cái loại hộp đấu nhiều load cell. Thì bản chất các cái hộp đấu này là đấu song song các cái load cell với nhau, đưa về cái tín hiệu chung. Ví dụ như ở đây trên hình là ta đấu 4 loát cell. Các cái chân được nối song song với nhau, đưa đầu ra. Các cái hộp đấu này có bán sẵn rất nhiều ở trên thị trường.
Tiếp theo là đi vào cái thông số của loa cell. Thì đầu tiên các bạn muốn chọn loa cell để ứng dụng cho các bạn thì các bạn phải chú ý, thứ nhất là cái kiểu dáng của loa cell. Kiểu dáng thì có rất là nhiều kiểu dáng, rất là nhiều các cái kiểu dáng để mà phù hợp với từng ứng dụng. Thì các bạn chọn cái kiểu dáng cho nó phù hợp. Cái thứ hai là cái tải trọng. Ví dụ ở đây là có các cái giải 0,25, 0,3, 0,5, 0,75 tấn, 2 tấn và 2,5 tấn, vân vân. Thì các bạn chọn cái tải trọng thì phải lớn hơn ít nhất là 1,25 lần cái tải trọng tối đa mà bạn muốn cân. Thông số thứ hai là cái độ nhạy. Độ nhạy của loa cell thì thường tính bằng milivolt trên vôn. Ví dụ như cái loa cell mà tôi đang có đây, thì trong data sheet của nó là 3.0 cộng trừ 0.003 milivolt trên vôn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi ta đặt cái nguồn 1 mV vào loa cell với cái tải trọng tối đa, ví dụ tải trọng tối đa là 1 tấn thì đầu ra của ta sẽ là 3 mV. Còn khi ta cấp cái nguồn vào loa cell là 10 mV và trọng trọng tải là tối đa thì ta được là 3 nhân với 10 là bằng 30 mV. Thì cái thông số này nó sẽ dùng để tính toán cái bộ khuếch đại cho loa cell. Cũng là cái để ta phải điều chỉnh cho nó phù hợp với từng cái ứng dụng, hoặc là ta gọi là hiệu chuẩn. Cái thông số tiếp theo ta cần quan tâm là đây là cái điện trở đầu vào. Ở đây là ví dụ đây là 400 cộng trừ 20 ô. Và cái điện trở đầu ra 352 cộng trừ 3 ô. Vậy thì cái khi mà các cái giá trị này khi mà các bạn kiểm tra loa cell thì các bạn cần đo cái giá trị đầu điện trở đầu vào và điện trở đầu ra xem nó có đúng như cái trong cái thông số của data sheet hay không. Nếu nó không đúng thì loa cell chắc chắn là đã bị hỏng. Tiếp theo là cái cách xác định chân cho loa cell. Thường để xác định chân loa cell ta sử dụng cái đồng hồ vạn năng đo ở các cái điện trở, đo ở giá trị điện trở trên hình đây. Đây là có một cái bảng, bạn lập một cái bảng như thế này và các bạn tiến hành đo điện trở của từng cặp dây, ví dụ như cặp đỏ và trắng thì các bạn ghi lại. Đây tôi là 290 và đỏ với đen, đỏ với xanh. Tương tự với cái cặp khác là xanh với đen, xanh trắng, xanh đen, đen với xanh. Đấy, thì ở đây sẽ có bốn cái giá trị là sẽ tương đương nhau là 290 và một cặp là có giá trị điện trở lớn nhất, đây là 400 thì nó sẽ là nguồn cấp, ví dụ như là dây đỏ với dây đen
thì sẽ là nguồn cấp, và một cặp sẽ có cái giá trị viện trợ nằm ở giữa, tức là dây trắng và dây xanh. Thì đây là hai đầu ra, dây trắng và dây xanh, thì là đây là tín hiệu ra, dây đỏ và dây đen sẽ là nguồn cấp. Khi mà các bạn chú ý, khi mà các bạn lắp loa cell và các bạn tăng tải lên, có nghĩa là tăng cái lực tác động lên, mà cái loa cell mà giá trị nó lại giảm dần, thì có nghĩa là bạn đang đấu ngược cái cặp dây màu trắng và màu xanh, thì các bạn đảo lại hai dây này là được. Tiếp theo là cái bộ khuếch đại đo lường. Thì như các bạn đã biết ở trên này, thì cái đầu ra của loa cell nó chỉ vài milivolt thôi. Do đó để mà cái bộ vi điều khiển hoặc là PLC đọc được cái giá trị loa cell thì ta cần một cái bộ khuếch đại cái tín hiệu milivolt này lên cái một cái giá trị chuẩn. Ví dụ như trong vi xử lý thì thường là từ 0 đến 5 hoặc từ 0 đến 10. Và trong PLC thì cũng vậy. Để mà giải quyết cái bài toán đấy thì nó sinh ra một cái bộ khuếch đại đo lường cho loa cell với cái mục đích là khuếch đại tín hiệu ra từ vài milivolt cho đến một cái dải thông thường là từ 0 đến 10 V. Thì trên cái sơ đồ này thì có một cái bộ khuếch đại tích hợp trong một con IC gọi là INA128. Đây là một cái bộ khuếch đại đo lường. Các bạn học về điện tử thì các bạn có thể là biết đến cái bộ khuếch đại này. Bộ khuếch đại đo lường sử dụng op-amp, có nghĩa là khuếch đại thuật toán. Thì con IC này nó đã tích hợp một cái bộ khuếch đại này vào trong nó. Thì đây là cái bộ khuếch đại đo lường có đầu vào V in trừ này và V in cộng, chính là cái đầu ra từ lốt cell các bạn sẽ nối vào đây. Cái V cộng và V trừ là nguồn cấp cho con chip. Tín hiệu REF là cái điện áp tham chiếu và đầu ra là V0. Cái điện trở RG này là cái để chúng ta chỉnh cái độ khuếch đại, nghĩa là để chúng ta hiệu chuẩn. Thì ở đây độ khuếch đại này sẽ tính theo cái công thức này. Thì ngoài ra thì các bạn cũng có thể tự ráp cái mạch bằng một số con khuếch đại thuật toán ghép lại. Ví dụ như con OP177 hoặc OP07. Nhưng mà tốt nhất thì các bạn cứ mua sẵn một cái bộ mà có bán sẵn ở trên thị trường. Các bạn vào Google các bạn search bộ khuếch đại cho loa cell thì có rất là nhiều. Các bạn đỡ phải tự làm cái mạch. Đặc biệt là trong công nghiệp thì đòi hỏi cái bộ khuếch đại của ta phải đưa về dạng chuẩn, cái tín hiệu phải là chuẩn và chống nhiễu cho tốt, cho nên là nó có sinh ra các cái nhà sản xuất sẽ sản xuất ra các cái bộ khuếch đại chuyên dụng. Ví dụ như ở cái bộ khuếch đại tín hiệu loa cell là ZSG, thì như trên hình đây ta có thể thấy là cái bộ này đã được chuẩn hóa công nghiệp, có thể nhận được 4 loa cell hoặc là 8 loa cell đưa về, sau đó thì tín hiệu ra của nó là 4 đến 20 miliampere đưa lên cái màn hình hiển thị hoặc là
truyền thông hoặc là sử dụng truyền thông Moodverse là truyền về POC. Như đây. Đầu ra bao gồm hai loại, một loại là hiệu tương tự, một loại là truyền thông. Thì cái bộ này là cái bộ chuyên dụng. Và cái độ phân giải ADC của cái bộ này rất là cao. Do mà được chuẩn hóa công nghiệp cho nên là làm việc ổn định. Thì nếu mà các bạn sử dụng trong thực tế thì các bạn nên chọn những cái bộ khuếch đại và đã được chuẩn hóa như này. Còn nếu mà các bạn nghiên cứu học tập thì các bạn có thể tự làm một cái mạch khuếch đại dạng như thế này. Ok, thì cái bài học ngày hôm nay đến đây là hết. Các bạn có bất kỳ cái câu hỏi nào thắc mắc về Lastsell thì các bạn hãy comment ở phía dưới của video. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và nhớ hãy like và đăng ký kênh để được nhận được nhiều cái video bổ ích hơn. Tạm biệt các bạn.